Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Vương Cầu. Hôm nay mình sẽ quay lại với một cái chủ đề mà cũng có nhiều anh em thắc mắc và luôn hỏi mình. Thì hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn biết. Chủ đề đó chính là cầm tay thắng như thế nào là hợp lý nhất. Thì mình đưa ra ba cái phương án lựa chọn: hai ngón, ba ngón hoặc bốn ngón. Các bạn hãy chọn theo thói quen mà các bạn thường hay sử dụng. Sau đó tôi sẽ nói cho các bạn biết nên cầm như thế nào là hợp lý. Và bây giờ mình sẽ phân tích. Nếu như bạn để cả bàn tay, bốn ngón tay trên cái cần thắng, thì lỡ như đang chạm và vô tình có một ai đó hoặc là có một tình huống nào rất là nhanh và bạn không thể làm chủ được cái tình huống đó, và bạn vô tình theo phản xạ là bạn sẽ siết thắng. Thì khi mà phản xạ siết thắng, bạn sử dụng hết bốn ngón tay và siết hết cỡ, điều đó sẽ xảy ra điều gì? Đôi bánh trước của bạn sẽ bị khóa lại, xe của bạn sẽ bị trượt đi và có thể té ngã. Điều đó là phụ nữ rất hay bị, thậm chí cả nam thanh niên chúng ta nhiều khi vô tình giật mình thắng quá gấp bằng bốn ngón chúng ta động tác. Với ba ngón tay vẫn có thể xảy ra tình huống đó, vì ba ngón tay của mình vẫn còn quá nhiều lực, vẫn quá dư lực để bóp. Nên vì thế mình khuyến cáo mọi người nên sử dụng chỉ hai ngón tay mà thôi. Vì với hai ngón, khi chúng ta cần lực siết bình thường, chúng ta vẫn có thể siết đủ ăn được, không có thiếu đâu. Hãy thử đi, hai ngón tay là đủ. Và lỡ như có tình huống rất là gấp thì hai ngón tay này cho dù giật mình siết hết cỡ đi chăng nữa thì cái lực thắng đưa ra nó vẫn sẽ không quá gấp, chúng ta vẫn có thể xử lý được, tránh tình trạng là đang chạy chúng ta sẽ chỉ đi bằng một bánh trước, giống như trong biểu diễn tôi kêu là stop đi, chỉ đi một bánh trước, lúc đó thì bạn sẽ lật và lộn. Đấy, thì cái cách cầm như thế này thì hai ngón tay phía ngoài mình cứ thả lỏng thôi, mình cầm mình cứ thả lỏng, hai ngón tay thắng lúc nào mình cũng chỉ để hờ trên đây thôi, mình không có cong lại, mình để lúc hờ thôi. Tại vì khi cần nó đang thoải mái relax, khi cần thì mình siết, cần thì mình siết, chỉ vậy thôi đó. Chúng ta cầm một cái tư thế rất là thoải mái, hai ngón tay để gác nhẹ phía trên, khi cần siết, khi cần siết, cả hai không cần, hai ngón tay là đủ lực, là an toàn cho tất cả. Hãy tập làm quen cái điều này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chào mọi người.